Chào mọi người nhá, chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ. Hiện tại thì mình đang ở cái chỗ mà gần đây mình đặt bẫy rồi nhá. Hôm nay mình vào kiểm tra sau 2 hôm thì không biết là có gì dính bẫy không. Lần trước thì được một con rúi, hôm nay thì chả biết nào. Mình đem theo 2 cái bẫy nữa, đem mồi để bỉ nó nhé. Vừa rồi mình vào thì mình thấy dấu vết của một con bảo má ở đây rồi, u này rồi. Nên mình đem mồi theo mình giải đấy, xem là nó có vào bẫy không nhé. Bây giờ thì mời anh em theo chân mình nhé, hôm nay xem kiếm được cái gì không. Chỗ này mình đánh chục cái rồi. Hôm nay mình đem theo 2 cái nữa, gài thêm. Sau 2 hôm không biết là được gì không đây. Có cái bẫy đầu tiên là cách đây khoảng 3 mét nên thì mình phải leo lên một cái dốc khá cao mới đến bẫy. Đến bẫy, lần bẫy mình quay cho anh em xem nhé. Trong này mình đánh một cái, cái khu này thì mình chỉ bẫy một thời gian ngắn thôi, cái này mà không mưa thì mình sẽ chuyển đi vào rừng già đánh tập trung ở đấy. Rất là rậm rạp. Cái kia sập rồi anh em nhé. Không biết là con gì đây. Cái khu này ẩm thấp thế này thì kiểu gì cũng nhiều chuột. Bằng má thì chả biết có hay không. Chẳng biết là con gì đây. Chắc là nó chỉ lôi xuống dốc này thôi. Dính hàng anh em ơi, dính bạc má. Ngon. Úi xời ơi. Dính hàng rồi. Tuyệt vời. Đi thẳng dưới này. Con này chả biết là nó dính lúc nào đây. Chỗ này thì cách một hôm, hôm nay mình mới vào. Con này béo nha. Rất là béo luôn. Chập độ, chập cân đấy. Con trồn được nhanh nhỉ. Dài rồi. Bỏ thật. Dưới mấy chân sau. Con này chắc già lắm rồi đấy. Tuyệt vời rồi. Con này chắc tầm cân 2 đấy. Đứng chân sau. Bây giờ mình bắt nó ra rồi tiếp tục đi thăm nhanh nhé.
Tiếp theo là một cái ở trên kia anh em nhé. Chắc lúc nữa mình sẽ gài một cái ở kia này. Mình xem dự báo thời tiết thì tới này mưa lại kéo dài liên tục hơn tuần. Thì mưa nhiều thì trồn thì nó sẽ ít xuống đây. Nó sợ nước, nó sẽ dồn lên trên cao. Khu này mấy năm trước mình bẫy được mấy con mèo đấy. Mèo và cá rừng ở đấy thì nhiều. Có một cái bẫy trên này. Nó có gì tiêu đây. Trên này có một con rúi nó đào hang ở gốc mai này, nhưng mà mình chưa bẫy. Có một cái ở trên này. Hình như là chưa bật thì sao nhỉ? Cái khu này thì nó hẹp thôi, chả cần đánh nhiều bẫy. Lúc vào thì mình đã thấy một con gà nó gáy ở trên này. Kiểu gì đặt bẫy ở đây lâu thì kiểu gì cũng dính gà thôi. Gà chắc chắn nó sẽ phải xuống đây uống nước. Vẫn nguyên nhá. Bây giờ mình lại cho mồi vào đây. Cái đường đi thì ngay sát được luôn. Bẫy kiểu này thì hơi liều đấy. Cái đường đi thì ngay ở đây rồi. Có một cái bẫy ở đây thì lần trước xem thì chả có gì cả. Trong này có cái đường mòn có gì đi rất ngắn nghe anh em nhé. Lúc về mình quay lại mình sẽ dài. Tuyệt vời. Có hàng. Quá đã luôn. Mình làm cái móc để nó tha đi, nhưng mà nó lại bị cuốn hết vào cây này. Thế bà ơi, thấy dấu vết nó đào bới thì mình thấy đoạn tít trên kia. Cái sao? Đây, làm cái móc cho nó tha đi, nhưng mà bị nó có bị cuốn hẳn vào đây không đi được. Lúc lên thì mình thấy cái dấu vết của ai đi rừng, người ta xuống đây lấy nước hay sao ấy. May người ta không thấy con này ở đây. Ấy à? Bây giờ mình sẽ gỡ nó ra nhanh nhiều nhé. Mình vừa bắt nó vào túi rồi mình nhé. Con này độ tầm 1 cân thôi. Đấy, hôm nay mình tiện thể mình cũng chia sẻ cho anh em xem cái mồi mà mình bẫy mấy năm nay.
bẫy bạc má. Cái bẫy mình vừa gài lại đây, dính con nó phá nát hết chỗ này. Nếu mà có ai mà từ trên kia xuống thì rất dễ là bị mất bẫy. Đây, cái mồi mình bẫy bạc má đây nhá. Hôm nay mình đem vào định bẫy nó nhưng mà nó đã bị dính bẫy rồi. Không biết là còn con nào nữa hay không. Đây là mắm tôm. Đây là cá khô mình rang lên. Đấy. Cho hai thìa. Cái đường đi ngay ở gần đây, mình chỉ sợ bẫy cái mồi này con chó người ta qua lại vào bẫy thôi. Mồi mình bẫy mấy năm nay đây, chứ mình ít khi bẫy mồi chuối lắm. Cái mùi nó rất là hôi, kiểu gì nó cũng sẽ thu hút được bạc má về đây. Thế thôi, chẳng biết là khu này còn con nào nữa hay không. Bây giờ mình lại tiếp tục đi nhé. Ở cái bãi này thì còn 3-4 cái bẫy nữa là hết rồi anh em nhé. Ở dưới chỗ thấp thì được 2 bạc má, còn bên trên này thì không biết thế nào đây. Chỗ này thì vừa rồi là con rúi ở đây này. Có một cái bẫy ngoài kia, mong rằng là kiếm thêm được một con rúi nữa thì quá tuyệt vời. Đây chẳng biết là con bạc má hay là con gì bới. Có bẫy thì đặt một cái ở đây thì chẳng may thì được. Mình nghĩ khu này cũng có chồn. Có cái bẫy ở đâu quanh đây à? Lại dấu vết con gì đây nhỉ? Mình nghĩ là con sóc này. Sóc hay chuột thôi. Cái này vừa rồi được con rúi ở đây. Còn là 2 cái nữa là hết rồi anh em. Cái ở trên kia thì mình bẫy ở lỗ rúi. Hôm trước thì bị kẹp trượt, hôm nay chả biết thế nào. Cái khu này là mình nghĩ là có nhiều mèo rừng đấy. Hôm nay mình sẽ cho cái mồi cá này, nếu mà có mèo thì dễ dính lắm. Ngày trước mình đã bẫy được mấy con rồi. Ồ, chẳng biết đâu. Bây giờ mình tạm dừng đến bẫy rồi mình quay nhé. Đây,
cái bến núi ở đây nha anh em nha. Hình như lại bị trượt rồi. Nếu mà dùng dúi kiểu gì là cái dây nó căng đét luôn. Cái gì đây? Cái bệnh vẫn nguyên. Còn vùi lại, căng đốt ở dưới kia nó cũng về. Cuối cùng ở ngoài kia có gì à? Quay cho anh em xem thành quả hôm nay của mình nhé. Đấy, đặt 10 cái bẫy thì dính hai chồn vàng má. Cái con này khá to, có tầm 1 cân 2, còn con này khoảng tầm 1 cân. Rất là tuyệt vời nhé. Đánh ít bẫy nhưng mà lại hiệu quả cao đấy. Bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video ở đây thôi. Chào anh em. Hẹn anh em ở những video tiếp theo mình nhé.